18 tuyến trong suốt hồ cà dụ tử nhang bị bạo chen chân người khác hôn nhân. Trong lúc nhất thời trên mạng xôn xao. Ngay khi cư dân mạng chính trực bắt đầu điên cuồng tấn công, đương sự đang ở nơi đầu sóng ngọn gió trở tay liền mở một hồi truyền hình trực tiếp về người đàn ông cặn bã. Từ đó về sau, nhiệt độ của cô cao không hạ, hẹn diễn không ngừng, chương trình giải trí lại càng tiếp nhận một người có một người. Bởi vì chương trình giải trí nhiệt độ để cho nàng từ hồ cà nhảy lên thành cái gọi là lưu lượng ngôi sao. Tiếp đó từ nữ phụ đến nữ chính, sự nghiệp càng phát triển không ngừng. Nhưng mà ngay khi sự nghiệp của cô sắp cất cánh, một tấm ảnh thân mật chụp lén lan truyền điên cuồng trên mạng. Mà người còn lại trong ảnh chính là Tổng Giám đốc Khoa học Kỹ thuật Hoa Tân Giang Quát. Được biết, Giang Quát đã thành hôn từ lâu, hơn nữa sau khi kết hôn có một đứa con gái vì thế dụ tử nhang lại mang tiếng xấu tiểu tam trên lưng ngay khi cô bị toàn mạng công kích bôi nhọ giải trí tư hoa tổ chức một buổi họp báo long trọng đối mặt với phóng viên truyền thông hùng hổ dọa người cô trực tiếp cao điệu mang theo chồng tham dự cô mỉm cười thản nhiên xin lỗi đã làm mọi người thất vọng không có người thứ ba xen vào cũng không phá hoại hôn nhân của người khác chúng ta cầm chứng nhận đi làm hợp tình hợp pháp chương một bị tiểu tam bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 02 Chuẩn bị tự cứu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 03 Tại tuyến trực tiếp Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 04 Tuyệt địa phản sát bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 05 Giải quyết tốt đẹp. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 06 Tài bay và gió. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Thứ bảy chương trung khí 10 phần. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 08 Cảnh đẹp ý vui Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 09 Ẩn ẩn tâm động Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Cộng độ lương tiêu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét